Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về hai loại nhãn tím nha. Cây đầu tiên là cây nhãn lông tím ha bà con. Trên cây đang hoa nè. Đây là một chùm hoa ha. Khi nó tượng hình trái thì trái nó rất là sai nha bà con. Cái lá nó cũng màu tím. Đó, cái hoa nó cũng màu tím giống như vậy. Và đặc biệt cái trái nó sẽ màu tím đỏ ha, màu tím đậm nha bà con. Nhìn nó rất là bắt mắt ha. Ở trong ruột của nó thì nó sẽ màu trắng nha. Cái hạt nó cũng to, nó giống như cái nhãn lông trắng của chúng ta hồi xưa vậy đó. Nhưng mà nó sẽ được lai tạo ra là cái lá nó màu tím, cái trái nó màu tím luôn ha. Trên cây đang hoa luôn. Đó, chiều cao của cây thì cao khoảng 1,5 m nha bà con. Chiều cao của cây là 1,5 m. Còn cây nhãn lông tím thì giá bán của bên trung tâm cây giống là 1,2 triệu trên một cây. Là cây đang hoa giống như vậy, cây to giống như vậy ha. Còn cái cây nhỏ thì tầm khoảng là 70.000 trên một cây thôi nha bà con. Khi mà quý bà con chúng ta trồng cái cây giống nhỏ 70.000 thì chúng ta trồng khoảng 2 năm thì nó mới cao, nó mới to giống như vậy ha. Đó là cây nhãn lông tím nha. Nhãn lông tím thì chúng ta thích hợp để trồng khu sinh thái nè, trồng chậu nè, trồng vườn, đặc biệt là trồng điểm nhấn. Khi mà những cái khách hàng hoặc là những cái người khách của chúng ta tới nhà thấy cái trái nó màu tím tím, cái lá nó màu tím tím ha, nhìn nó cũng rất là độc. Rồi tới cái cây nhãn thứ hai. Cây nhãn thứ hai đó chính là cây nhãn xuồng tím. Nhãn xuồng tím thì nó giống như nhãn xuồng cơm vàng của chúng ta hồi xưa. Đó. Nhưng mà trộm vía cái thì nó cũng ra trái màu tím. Đây, quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Cái lá nè, cái lá thì cái lá nhãn xuồng nha. Nó quéo nè, nó quéo xuống, hai cái rìa lá nó úp ngược xuống và nó chỉ có tím, tím là chỉ có tím là ngay cái giống như ngay cái cành và ngay cái nách lá và cái trái màu tím thôi nha. Nhưng mà nhãn xuồng tím thì ăn nó rất là ngon nha bà con, nó rất là giòn. Ít nước nữa nha. Thích hợp để trồng kinh tế ha bà con. Ly cũng thường xuyên khuyến khích cho quý bà con chúng ta nào trồng kinh tế á, thì chúng ta có thể là trồng nhãn xuồng tím giống như vậy. Còn trồng để mà cho khu vườn của chúng ta đẹp hơn, xinh hơn ha, đó, thì chúng ta trồng nhãn lông tím nha. Hai cái lá nó hoàn toàn khác nhau hết nha bà con, nhưng mà nó ra trái tím đó. Giá bán của bên trung tâm cây giống vẫn là 1,2 triệu trên một cây, là cây to giống như vậy. Còn cây con, cây giống là 70.000 trên một cây ha. Hai loại nhãn tím độc lạ nha, trồng vườn, trồng kinh tế. Cái giá bán về cái nhãn xuồng tím này rất là cao. Nếu anh chị nào chúng ta thích sưu tầm hoặc là trồng kinh tế thì thích hợp ha. Cây nó đang hoa luôn nè. Lấy cây giống về là có hoa có trái luôn. Có những cái cây nó tụng thành trái rồi nè. Đây, cái trái này nó cũng ra sắc tố màu tím tím rồi nè. Nếu bà con chúng ta nhìn thấy không? Đó. Nó ra sắc tố màu tím tím ha. Là hai loại nhãn tím nha. Thì bên Ly có nhãn lông Phụng Châu, nhãn lông Phụng Châu nè. Nhãn lông Phụng Châu này thì nó cũng đang hoa nữa nè. Nó đang hoa ha, rút ngắn được thời gian cho trái nha bà con. Bên đây có nhiều loại cây độc lạ lắm nha, và cây to. Nếu anh chị nào chúng ta thích trồng vườn, trồng chậu ha, trồng để rút ngắn thời gian cho trái, trồng có trái ăn ngon, thì chúng ta cũng có thể gọi máy số điện thoại hiện trên màn hình ha. Nhưng mà nó sẽ ra trái nhiều hơn, trái nó sẽ to hơn, cơm nó sẽ dày hơn nha, ăn rất là ngon. Nhãn lông Phụng Châu, bên đây có cây con thì 250.000 trên một cây. Còn cây to giống như vậy thì giá nó sẽ cao hơn. Và có nhãn xuồng cơm vàng nữa nè, cây nhãn xuồng cơm vàng. Cây này thì là 700.000 trên một cây. Đó, cây cũng đang hoa luôn. Nhãn xuồng cơm vàng nè. Nhãn xuồng cơm vàng thì ăn khá là ngon rồi. Quen thuộc với quý bà con chúng ta, Ly cũng không có cần giới thiệu nhiều ha. Chiều cao của cây thì cao khoảng 1 m nha. Có những cái cây nó tụng hình trái luôn rồi nè. Đó, nhãn thì ăn rất là ngọt, rất là ngon, thích hợp với nhiều khẩu vị người Việt của chúng ta luôn nha. Rồi ngày hôm nay Ly giới thiệu cho quý bà con chúng ta cây đầu tiên là cây nhãn lông tím. Nhãn lông tím đây, đó là 1,2 triệu trên một cây. Rồi tới cái cây nhãn thứ hai là cây nhãn xuồng tím, vẫn là 1,2 triệu trên một cây. Rồi tới cái cây nhãn thứ ba là cây nhãn lông Phụng Châu, cây cũng đang hoa, đang hoa với chưa tượng thành trái nha bà con. Rồi tới cái cây nhãn xuồng cơm vàng 700.000 trên một cây. Cô chú anh chị nào chúng ta thích trồng thể loại cây giống như thế nào thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại trên nha. Những cái cây mà Ly chia sẻ là có cây con, cây giống nữa nha. Quý bà con chúng ta nào mà muốn tiết kiệm mà trồng lâu á, trồng kinh tế thì chúng ta trồng cây nhỏ ha. Còn chúng ta mà trồng một vài cây thì chúng ta lấy cây to này về, có hoa có trái thì chúng ta dùng ngay luôn nha. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.